Bạch tuộc là gì? Bạch tuộc có nguồn gốc ở Trung Quốc, chủ yếu trồng ở huyện Thừa, Đông Dương. Bạch tuộc hiện đã di thực truyền vào Việt Nam. Bạch tuộc là một loại thảo dược, sống lâu năm, có thân rễ to, mọc dưới đất. Bạch tuộc cao khoảng 0,3 đến 0,8 mét. Khi sử dụng bạch tuộc để làm thuốc, bạn chọn thân rễ cứng chắc, có dầu thơm nhẹ, ruột màu trắng ngà, củ rắn chắc có nhiều dầu là tốt. Bạch tuộc dùng để làm gì? Bạch tuộc là một loại thảo dược có thân rễ được sử dụng làm thuốc, có vị ngọt đắng, mùi thơm nhẹ, tính ngấm, có tác dụng kiện tỳ, táo thấp, chỉ tả, hòa trung, lợi thủy, ăn thai. Bạch tuộc được xem là một vị thuốc bổ và được dùng để chữa viêm loét dạ dày, suy giảm chức năng gan, ăn chậm tiêu, nôn mửa, tiêu chảy, viêm ruột mạn tính, nôn ngén, sốt ra mồ hôi. Bên cạnh đó, thảo dược này cũng dùng làm thuốc lợi tiểu, trị ho, trị đái tháo đường, điều trị ung thư phổi và các biến chứng do chạy thận. Cơ chế hoạt động của bạch tuộc là gì? Hiện nay vẫn chưa có đủ nghiên cứu về tác dụng của loại thảo dược này, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc. Có một số nghiên cứu cho thấy các chất trong bạch tuộc có thể cải thiện chức năng đường tiêu hóa và giảm đau, sưng viêm. Liều dùng của bạch tuộc, liều dùng thông thường của bạch tuộc là gì? Liều thông thường bạn dùng từ 6 đến 12 gram trên ngày dạng thuốc sắc, bột hoặc cao. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp bạch tuộc với các thảo dược khác để chữa một số bệnh như chữa viêm dạ dày cấp và mãn tính. Bạn dùng 6 gram bạch tuộc với 5 gram toan táo nhân, 4,5 gram trần bì, 4,5 gram hậu phát, 15 gram cam thảo và 3 gram gừng. Bạn sắc hỗn hợp này với 600 ml nước đến khi còn 300 ml, bạn chia làm 2 lần uống trong ngày. Sử dụng bạch tuộc để giúp khỏe dạ dày, dễ tiêu hóa. Bạn dùng 12 gram bạch tuộc với 6 gram chỉ thực, sắc uống hoặc tán bột làm viên hoàng, mỗi lần bạn uống 8 viên, uống tuần 2 đến 3 lần trên tuần, chiêu nước với cơm. Dùng cây bạch tuộc điều trị bệnh tiêu chảy, kiết lỵ lâu ngày không khỏi. Bạn hãy dùng một lượng khoảng 6 kg bạch tuộc rồi thái thành lát mỏng, bỏ vào nồi, đổ ngập nước sau đó nấu lên, bạn lấy khoảng một nửa chén nước đặc, còn phần bã tiếp tục nấu thành dạng cao, bạn trộn đều hỗn hợp gồm nửa chén nước với bã đã nấu nhuyễn cùng với mật ong để ăn hàng ngày, thì bệnh sẽ thuyên giảm nhanh, trị phong thấp, sởi, ngứa ngáy. Bạn dùng bạch tuộc tán nhỏ, uống một lượng vừa đủ với một thìa nhỏ rượu, ngày dùng 2 lần, trị bứt rứt, bồn trộn ở ngực. Bạn dùng bạch tuộc tán bột, mỗi lần dùng một thìa cà phê, khoảng 4 gram, uống với nước, trị cứng miệng, bất tỉnh do trúng gió. Bạn dùng bạch tuộc 160 gram với rượu 3 thăng, sắc còn 1 thăng, uống hết để ra mồ hôi. Dùng bạch tuộc để giúp an thai, bài thuốc 1, thái sơn bàn thạch thang. Bạn dùng nhân sâm, nhu mễ, tục đoạn, hoàng cầm mỗi vị 5 gram, đương quy 8 gram, xuyên khung, chích thảo, sa nhân mỗi vị 4 gram, thục địa 10 gram, hoàng kỳ 15 gram, bạch tuộc 10 gram. Thực dược 6 gram, sắc uống, ngày 1 thăng, bài thuốc 2, đương quy 8. Bạch tuộc 32 gram, đương quy, hoàng cầm, bạch thược, xuyên khung mỗi vị 64 gram, bạn sấy khô các vị thuốc này, và tán thành bột, ngày uống 8 đến 12 gram, uống với rượu. Loãng, trị phụ nữ có thai mà huyết kém, thai nhiệt không nguyên, tuy nhiên, người mắc chứng âm hư hỏa vượng không được dùng bài thuốc này. Chữa đau răng lâu ngày, bạn lấy bạch tuộc sắc nước để ngậm, dùng đến khi hết đau, trị mồ hôi do khí hư. Bạn sắc để uống hoặc tán bột hỗn hợp bạch tuộc 12 gram, hẫu lệ 24 gram, phòng phong 12 gram. Trị bệnh về gan, bạn dùng bạch tuộc với lượng như sau. Trị sơ gan cổ trướng, bạn dùng 30-60 gram. Trị viêm gan mạn tính, bạn dùng 15-30 gram. Trị ung thư gan, bạn dùng 60-100 gram. Dùng bạch tuộc trị nám da. Bạn dùng 100 gram bạch tuộc sơ chế sạch cho vào hũ thủy tinh, ngâm với 250 ml giấm táo mèo trong 2 tuần. Sau đó, bạn dùng tăm bông chấm dung dịch này lên các vết thâm nám, tàn nhang 3 đến 4 lần liên tiếp, bạn nên dùng vào buổi tối trong 1 tháng, dùng bạch tuộc để làm trắng da. Bạn dùng 1 kg nghệ đen rửa sạch xay nhuyễn cùng với một chút rượu và 500 gram bạch tuộc rửa sạch, bạn cho cả hai vào hũ thủy tinh cùng với 2 lít rượu gạo, 30 độ vào. Rồi khuấy đều, sau 100 ngày, bạn rót rượu ra chén, dùng bông gòn thấm và thoa lên mặt 2 đến 3 lần vào buổi tối. Sau 1 tháng bạn sẽ thấy kết quả. Liều dùng của bạch tuộc có thể khác nhau đối với những bệnh nhân khác nhau, liều lượng dựa trên tuổi của bạn, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề cần quan tâm khác. Hãy thảo luận với thầy thuốc và bác sĩ để tìm ra liều dùng thích hợp, cách dùng bạch tuộc như thế nào. Muốn có tác dụng táo thấp thì bạn nên dùng ở dạng sống,
bổ tỳ thì tẩm hoàng thổ sao, cầm máu, ấm trùng tiêu thì sao cháy, bổ tỳ nhuận phế thì tẩm mật sao. Dạng bào chế của bạch tuộc là gì? Thảo dược bạch tuộc dùng làm thuốc có các dạng bào chế như dạng tươi, dạng thuốc sắc, dạng bột, dạng cao. Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng bạch tuộc? Phản ứng phụ thường gặp khi dùng bạch tuộc là buồn nôn, khô miệng, mùi vị khó chịu trong miệng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến thầy thuốc hay bác sĩ. Trước khi dùng bạch tuộc, bạn nên biết những gì? Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ. Nếu bạn có thai hoặc cho con bú, bạn chỉ nên dùng thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ. Bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác? Bạn có dị ứng với bất kỳ chất nào của cây bạch tuộc hoặc các loại thuốc khác hoặc các loại thảo mộc khác? Bạn có bất kỳ bệnh lý, rối loạn hoặc tình trạng bệnh nào khác? Bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hay động vật? Những người bị âm hư, môi miệng khô, khát nước không nên dùng bạch tuộc. Những người bị bệnh hen suyễn, bị mụn nhọt có mủ, bị đau dạ dày, người ốm yếu gầy còm thì không nên dùng vị thuốc này. Bạch tuộc khi làm thuốc nên kiêng dùng kết hợp cùng phòng phong, địa du vì có thể gây ra các tác dụng trái chiều khiến cho người bệnh khó chịu mà tác dụng điều trị bệnh không cao. Bạn cần cân nhắc giữa lợi ích của việc sử dụng bạch tuộc với nguy cơ có thể xảy ra trước khi dùng, tham khảo ý kiến tư vấn của thầy thuốc hay bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc. Này, bạn nên bảo quản bạch tuộc như thế nào? Do bạch tuộc dễ bị mốc mọt, thường phơi sấy. Nếu bạn thấy mốc thì nên phơi sấy ngay. Nếu phải sấy diêm sinh thì không nên sấy lâu vì sẽ bị chua. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Đại Việt về công dụng và cách dùng bạch tuộc. Nếu thấy video hữu ích bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Đại Việt xin cảm ơn.